Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tiếp tập 22 tác phẩm truyện Điện Cô Tám. Và đúng như tối hôm qua Đình Duy có lời nhận xét mà tác giả Bùi Ngọc Phúc gửi gắm trong cái tác phẩm này, đó là ở hiền chưa chắc đã gặp lành. Thì chúng ta cùng theo dõi xem số phận của ông bà Tránh Đào ra sao và cái kho báu 10 hòm ở dưới gốc cây khế Tứ Thì có được khai quật lên hay có được sử dụng vào cái mục đích mà ông bà Tránh Đào mong muốn hay không. Mặc dù đội trưởng chăn nuôi Trần Phiên tha thiết xin bà Đào về chăm sóc đàn lợn, nhưng ông Hòa, chủ nhiệm hợp tác xã, hiểu rõ nội tình khúc mắc nên cương quyết từ chối. Hồi được bên ủy ban giao trọng trách, ông thấy hối hận vì gật đầu cho vị tiền nhiệm của mình xây trại nuôi lợn sát ngay điện thờ mà không kịp suy xét nguyên nhân sâu xa. Một thời gian sau, được bà Tránh Đào mời vào điện thờ Cô Tám chứng kiến, ông phát hãi vì đám ruồi nhặng bay vo ve cùng mùi xú uế từ trại lợn ngập tràn nơi không gian thờ tự. Là người không cổ súy cho sự mê tín dị đoan, nhưng ông thấy việc phá đền thờ, xâm phạm chùa chiền hay chiếm dụng đình làng sẽ khiến làng xù chẳng thể khá được. Ngay như ngôi điện thờ Cô Tám, dù nằm tận cuối làng, ai ngờ bị gã đội trưởng chăn nuôi khiến nó biến thành hoang phế do chẳng ai dám hương khói trong tình cảnh như thế. Từ ngày trại lợn mọc lên sát ngôi điện thờ, bà Tránh Đào đành bịt kín những lỗ thông hơi để ngăn mùi. Tuy nhiên, dù bà chẳng buồn lên tiếng, nhưng dân làng bắt đầu phản đối, bởi những hôm gió thổi đưa mùi hôi thối sộc vào mấy nhà gần đó, kèm theo ruồi nhặng bay vo ve, gây ô nhiễm cả một vùng. Bị kêu ca nhiều nên dù tay Trần Phiên ra sức bảo vệ, ông Hòa quyết định sẽ di rời trại lợn ra gần cánh đồng bãi cho khuất nẻo ngay sau khi xuất bán nốt lứa lợn thương phẩm cho huyện. Không tin tưởng vào vị chủ nhiệm cũ lươn lẹo, việc chọn đất dựng trại lợn được ông giao cho cậu Tấn, bí thư đoàn thanh niên, người đang được bồi dưỡng làm lãnh đạo trong tương lai. Vốn không trưởng thành từ phong trào du kích, ông Hòa là người tâm huyết với đồng ruộng nên hạn chế nhiều những mưu hèn kế bẩn do người tiền nhiệm gây ra. Không lạ gì mối tình gây thị phi của Trần Phiên. Ngay tháng đầu tiên đảm trách công việc chỉ đạo sản xuất, ông chuyển cô Lẫm xuống tổ ươm cây và gieo mạ. Như vậy hợp tác xã không còn là nơi để kết bè kéo cánh, cũng như lợi dụng việc công để tư túi. Mặc cho đội trưởng chăn nuôi kỳ kèo, chủ nhiệm Hòa quyết thu lại chiếc xe đạp thống nhất dùng vào việc công, vì trên sổ sách giấy tờ đây là tiêu chuẩn phòng tư nghiệp huyện dành cho hợp tác xã, không phải bán rẻ cho cá nhân như mọi người lầm tưởng. Thời kỳ làm cán bộ, nhờ sự nhiệt tình và căm thù tầng lớp địa chủ cường hào đã qua, đám cán bộ cũ như ông Tránh Sâm nhận xét có 7 phần ma, 3 phần người, giờ thể tác oai, tác quái. Bọn đó phải nhường chỗ cho dàn lãnh đạo mới tâm huyết và sâu sát cùng bà con. Không sống ở điện thờ Cô Tám, nên mà Tránh Đào được chuyển về đội sản xuất số 2 của hợp tác xã, chung đội với người vợ cả của Lý Hinh. Như vậy bà không chịu cảnh lủi thủi một mình hoặc phải nghe những lời bóng gió xa xôi. Sau cái tát nảy lửa dành cho người em gái táng tận lương tâm, bà có viết một lá thư gửi ông phó chủ tịch tỉnh Triệu Thắng, tức người em rể của mình. Dù chẳng nhận được hồi âm, nhưng mọi sóng yên biển lặng đã trở lại khi bên công an huyện lẫn công an xã thôi cử người theo dõi. Dù cuộc sống vốn thiếu trước hụt sau, cuối cùng căn nhà ngói 3 gian mua lại của bà vợ ông phó Lý Thuần đã được ông Tránh Sâm phục dựng trên nền cũ của ngôi nhà 5 gian bề thế xưa. Thời thế đã đổi thay, gần chục năm kể từ ngày ngôi từ đường bị phóng hỏa thiêu rụi, giờ đây làng xù chẳng ai ngạc nhiên khi thấy ngôi nhà ngói với những khúc gỗ chắc chắn được dựng lại. Bởi hiện nay ở làng đã có nhiều nhà lợp mái ngói, đâu chỉ riêng tầng lớp địa chủ, thậm chí nhà của mấy vị cán bộ bằng mắt thường có thể nhận thấy còn to đẹp hơn nhà ngói cây mít của ông địa chủ Tòng và địa chủ Măng hồi đấu tố. Mặt trời mọc rồi lặn theo quy luật từ ngàn xưa. Có những chuyện không ai muốn nhắc lại, dù chẳng dám nhận mình sai. Trong thâm tâm, họ biết đã đối xử không đúng với những nhà có bắt ăn bắt để hồi cải cách. Đặc biệt thời gian trôi qua, người ta bắt đầu nhớ lại những bát cháo, nắm cơm cứu đói của vợ chồng vị cựu Tránh Tổng trong nạn đói năm Ất Dậu. Nhằm biện minh cho lối hành xử kiểu ăn cháo đá bát hồi xưa, nhiều người đổ tại cho thời thế nên phải vậy. Giả sử nếu ông Tránh Sâm cùng bà Tránh Đào không sinh sống ở làng Sù, biết đâu số nạn nhân chết đói còn tăng hơn thế. Dù không nói được lời cảm ơn, nhưng sự đố kỵ và những lời nói thù địch hiếm khi xuất hiện bởi lương tâm nhiều người thức tỉnh. Dẫu không còn bị o ép bởi đám cán bộ biến chất hay sự ghẻ lạnh của dân làng, tuy thế ông Tránh Sâm cùng vợ chẳng thể tìm vui được. Ông biết chính quyền xã dù ai làm lãnh đạo, họ vẫn nhớ rõ lý lịch của nhà ông là thành phần địa chủ. Riêng chữ địa chủ kháng chiến, họ lúc nhớ lúc quên. Ngồi uống trà ngay tại nhà Thủy Tạ do vợ Kỳ công phục dựng lại như xưa, ông Tránh Sâm mỉm cười, bởi nhà Thủy Tạ của ông vẫn nằm trên khu đất vườn, đâu có soi bóng xuống nước như tên gọi. Nói một cách công bằng, nó chỉ là cái mái tròn được lợp lá gồi và có duy nhất một cây cột trống, nhìn chẳng khác nào chiếc lọng vậy thôi. Bớt đi nhiều mối lo, những thú vui tao nhã như thưởng trà, nhâm nhi chén rượu hay ngâm nga làm thơ và chăm tỉa mấy chậu cây cảnh đủ khiến ông giữ được sự phong lưu ngày trước. Cuộc sống ở làng với những xã viên như vợ ông, việc làm ruộng tính công điểm dù nhàn nhưng chỉ đủ ăn, do vậy mọi khoản chi tiêu đều trông đợi vào mấy xào vườn cùng ao cá. Nhà ông chỉ có hai vợ chồng nên cuộc sống an nhàn hơn nhiều so với những gia đình con đàn cháu đống. Chưa kể nếp nghĩ của họ đơn giản và không cần nghĩ sâu xa. Buổi tối, trăng thanh gió mát, dẹp bỏ mọi lo toan muộn phiền bên ngoài cánh cổng đóng kín. Sau bữa tối, hai vợ chồng già ngồi thành thơi tại nhà Thủy Tạ. Khi biết chắc không có kẻ nào rình mò quanh đây, ông Tránh Sâm nhắc lại việc cuối năm khi xuất bán lứa lợn cho huyện, bên hợp tác xã sẽ cho di rời trại lợn ra cuối xóm bãi. Xét về tình hình thực tế, đây là thời điểm thích hợp để đào gốc cây khế tứ thì, truyền dân vàng bạc châu báu về ngôi từ đường. Hiện nay không còn mấy rào vườn, ông lo ngại ngôi điện thờ cô Tám dễ bị người ta tìm cách phá hoại. Biết đâu khi đó đâm khó chuyển kho báu về được. Dưới ánh trăng rằm sáng vàng vạc, hai vợ chồng ngồi đối ẩm cùng nhau khi đã trải qua đủ mọi cung bậc ngọt bùi chua cay, xen lẫn sự đắng đót. Không còn quá ham hố việc giàu sang, nhưng tài sản của tổ tiên để lại chẳng thể mãi chôn vùi trong lòng đất. Do vậy hai vợ chồng đều nhất trí, đợi khi trại lợn chuyển sang chỗ mới, họ sẽ dâng lễ trước ban thờ cô Tám để xin đưa số vàng bạc châu báu về nhà. Vốn hay lo xa, nên ông Tránh Sâm đã dự tính trước. Với những cổ vật quý giá thuộc hàng trấn quốc tri bảo, ông sẽ cất kỹ dành cho hậu thế của dòng họ Đặng Thiên truyền đời lưu giữ. Bởi tất cả đều là cổ vật có từ đời nhà Tống bên Bắc Quốc. Không như mọi thứ khác, đồ cổ càng để lâu càng có giá. Thậm chí có những bảo vật thuộc hàng vô giá. Hiện thời đất nước đang có chiến tranh, do vậy mọi việc mua, bán cổ vật đều không thích hợp. Tuy nhiên với những thỏi vàng sẽ khó hơn chút. Do lần trước vì bán đi một thỏi nên mà Tránh Đào dính mấy tháng tù oan. Hai vợ chồng đi đến quyết định truyền hết kho báu về nhà, mọi việc còn lại sẽ tùy cơ ứng biến. Có một điều may mắn, họ không có nhu cầu quay lại cuộc sống năm xưa, bởi thế số tài sản có được như một sự đảm bảo cho các thế hệ mai sau của dòng họ Đặng Thiên. Khi nghe vợ nhắc đến cuối năm cũng là dịp quan trọng của mình, ông Tránh Sâm mỉm cười lặng lẽ. Dẫu biết cuộc đời không tránh khỏi sinh lão, bệnh tử, nhưng khi bước vào tuổi 60 là hết một lục thập hoa giáp, đó là sự kết hợp 6 chu kỳ hàng can với 5 chu kỳ hàng chi tạo thành. Ánh hào quang năm xưa đã tắt, điều quan trọng là sự thích nghi cùng hiện tại. Lúc đó cả nước đang căng mình chi viện cho chiến trường miền Nam và đề phòng đế quốc Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc. Ông hiểu sẽ không có lễ mừng thọ tuổi 60, nhưng việc dâng lên tổ tiên những hòm châu báu do mình đào được, nó giống như lễ báo công vậy. Dù không khỏi đau xót bởi ngôi từ đường của dòng họ bị đốt cháy, nhưng bức đại tự có dòng chữ Đức Lưu Quang là di bút của cụ tổ Đặng Thiên Viễn được trả lại, khiến ông Tránh Sâm nguôi ngoai phần nào. Tranh thủ thời gian này, nhiều nhà trong làng đào hầm trú ẩn. Ông lên kế hoạch đào hầm ngay cây khế tứ thì, thay vì đào giếng như dự định trước đó. Như vậy chẳng ai để ý. Rút kinh nghiệm của lần bị đập phá ngôi từ đường đận cải cách ruộng đất, ông sẽ cất giấu chỗ tài sản ở dãy nhà ngang nhằm đề phòng bất trắc. Khi thưởng thức xong ấm trà, mọi phương án chuẩn bị cho việc đào kho báu và nơi cất giấu đều được hai vợ chồng đồng thuận. Đúng như câu nói của các cụ, thuận vợ, thuận chồng, tát bề đông cũng cạn. Dù đã có sự thống nhất, nhưng ông Chánh Sâm vẫn cân nhắc thêm nhiều phương án. Buổi sáng khi thấy vợ ra đồng, theo tiếng kèn vang lên ở sân kho hợp tác, ông tranh thủ tưới xong mấy luống rau rồi bắt đầu rời nhà. Hiện thời, do hai vợ chồng sống dưới gian nhà ngang, bởi vậy căn nhà ngói 3 gian 2 trái, ban ngày làm nơi ăn cơm và tiếp khách nếu có. Nhà rộng nhưng neo người, khiến ông nhiều lúc thoáng chạnh lòng, bởi lẽ hình như ông rời chẳng cho ai mọi thứ bao giờ. Sự bù trừ khiến con người ta luôn sống trong sự khắc khoải. Muốn cho mọi việc được suy nghĩ thấu đáo, ông Chánh Sâm chậm rãi đi dọc đường làng. Thói quen vừa đi, vừa suy nghĩ, có từ thời ông còn làm Chánh Tổng, nên không thể bỏ được. Ông biết có dạo dân làng độc địa nói, Chánh Tổng vẫn quen thói ăn trên ngồi chốc để mặc bà vợ già một nắng hai sương ngoài ruộng, lấy công điểm. Trong khi đó vẫn chắp tay đi khắp làng trên xóm dưới như thời phong kiến thực dân. Với những lời nhận xét như vậy, ông Chánh Sâm chẳng buồn phân trần hay hồi đáo cho mất thời gian. Dù cán bộ lãnh đạo có những kẻ tiểu nhân như Trần Phiên, nhưng ông nhận thấy đời sống của mọi người không còn so sụi như trước. Con đường làng mấp mô, sóng trâu bao đời Lý Trường chẳng bận tâm, giờ đây được lát gạch bằng phẳng sạch sẽ, những nơi ao tù nước đọng đều được khơi thông nhằm tránh phát sinh dịch bệnh. Ngày trước thời ông làm Chánh Tổng, dù phong vận của làng tốt nhưng chủ yếu về mặt tâm linh, bởi vậy từ đầu làng đến cuối làng có đủ đền, chùa, đình, điện thờ. Hiện nay chính quyền xã chú trọng xây trường học, trạm xá cùng nhà trẻ để con em trong làng có nơi học tập. Người ốm nhẹ chẳng cần phải lên bệnh viện huyện xa xôi. Làng dù đúng như tên gọi là xã Bình Minh, cuộc sống bắt đầu khấm khá hơn nhờ vào sự tận tâm của những người cán bộ hết mình như ông chủ tịch xã Đinh Sắc hay ông chủ nhiệm hợp tác xã Thái Văn Hòa. Nói một cách công bằng, họ xứng đáng là công bộc của dân. Biết có nói cũng chẳng ai tin, nhưng đã từ lâu ông Chánh Sâm không còn nuối tiếc những gì thuộc về xưa cũ. Tuy vậy, ông vẫn bảo lưu quan điểm về mô hình đánh kèng chấm công của hợp tác xã, chỉ khiến cho người ta lười hơn, bởi cảnh cha chung không ai khóc. Đang mải theo dòng suy nghĩ, bất ngờ chạm mặt với đội trưởng chăn nuôi Trần Phiên, kẻ không từ thủ đoạn nào để hãm hại mình. Vốn coi khinh loài ăn xó mó niêu nơi góc làng, ông Chánh Sâm nhìn thẳng mặt gã tiểu nhân, rồi điềm đạm hỏi thăm. Chẳng hay, ông đội trưởng cùng đàn lợn vẫn khỏe chứ? Bầm gan tím ruột bởi câu hỏi đầy khinh miệt, coi mình như lũ lợn trong chuồng, gã Trần Phiên lầm bầm. Ông được lắm. Bước về nhà trong tâm trạng bực tức. Gần trưa, tiếng hai con lợn đói đang gào trong chuồng, thêm mùi cám lợn sực nức khiến Trần Phiên phát điên. Từ ngày bị điều xuống đội chăn nuôi, hễ nhìn thấy lũ lợn, trong lòng gã như có ai sát muối vậy. Người ta nói sai một ly đi một dặm cấm sai. Giá như lão Đừng cay cú ăn thua đủ với lão Chánh Tổng Sâm cùng mụ Đào, có lẽ kỳ đại hội tới sẽ quay lại làm phó chủ tịch xã như một bức đệm. Chính bởi cố đấm ăn xôi nên vụ phá hoại mấy rào vườn trồng sâm đã khiến danh tiếng của gã trôi theo dòng nước. Nằm vật ra giường đợi cơm, Trần Phiên thở dài khi thấy ông Hòa, chủ nhiệm hợp tác xã, hóa ra không dễ nhằn. Hồi đầu mới tiếp quản hợp tác xã, gã đề xuất gì đều được nhanh chóng thông qua, kể cả việc chọn ngay mấy sào vườn xây trại nuôi lợn. Giờ đây mọi việc thay đổi nhanh chóng, dù lợn vẫn xuất chuồng bán cho bên thương nghiệp huyện đúng chỉ tiêu được giao, nhưng công sức của gã chẳng ai nhắc tới. Thậm chí sau đợt cân lợn tới đây, toàn bộ trại lợn phải chuyển ra xóm bãi. Việc chuyển trại lợn xa thêm một quãng đường không làm gã bận tâm, nhưng cậu Tấn bí thư đoàn được giao việc phụ trách xây dựng khiến gã bất an. Có thể tay thanh niên trẻ tuổi được giao làm đội trưởng chăn nuôi thay gã. Như vậy, bao năm phấn đấu coi như công cốc. Nghĩ đến việc làm thằng chăn lợn không xong, khéo sang năm xuống chân Bạch Đinh khiến cả làng cười cho thối mũi. Trần Phiên chỉ biết nghiến răng, chửi mèo, mắng chó cho hà giận. Thường con trai long đong lận đận cả trong sự nghiệp lẫn đường tình duyên. Ở làng xù này, đàn ông gần 40 tuổi mà chưa có vợ con là quá muộn. Bởi vậy lúc ngồi ăn cơm, bà Nhi thở dài, nói như trách móc. Rõ khổ, giá kể nghe u, lấy quách còn bé lẫm lại tươm. Hồi đó đương làm chủ nhiệm hợp tác xã cũng khiến người ta vị nể vài phần. Giờ thì sôi hỏng bỏng không rồi. Lấy về rồi nát nhà thôi thầy, u, bớt miệng lại. Cắm mặt ăn cho xong bữa, Trần Phiên nào biết trách ai, bởi mọi sự đều do gã thành ra nông nỗi như thế này. Tuy nhiên, Việc không phá được ngôi điện thờ khiến gã thấy bứt rất khó chịu. Riêng việc vợ chồng lão Chánh Tổng quay về sống ở dinh cơ xưa đủ thấy không chấp nhận được. Mặc cho song Tân ủ rũ việc của mình, gã quyết định phải khiến cho nhà Chánh Tổng long đong thêm một phen nữa. Đúng kiểu thua keo này, ta bày keo khác. Đầu giờ chiều lững thững ra trại lợn, gã thấy mình chả khác gì bần nông thời trước. Ước nhất là con xe đạp thống nhất bị lão Hòa chủ nhiệm hợp tác xã thu lại. Vốn là người có chí tiến thủ, giờ đây gã bực dọc trong lòng bởi cơ hội đã vụt khỏi tầm tay. Nếu không có gì thay đổi, sang năm dàn lãnh đạo xã nhất loạt rời ghế, ông Đinh Sắc có gần chục năm làm chủ tịch sẽ lên huyện làm ở hội nông dân, tay Hòa chủ nhiệm sẽ cơ cấu chân phó chủ tịch xã. Như vậy ghế chủ nhiệm hợp tác xã có thể do thằng Tấn bí thư đoàn đảm trách. Nghĩ đến cảnh bị thằng trẻ danh vắt mũi chưa sạch chỉ đạo mình, Trần Phiên chỉ biết than thân trách phận hầm hưu, khiến mọi đường thăng tiến đều bị chặn hết. Ngồi cắm mặt vào chiếc điếu cày, dù bắn đến bi thứ ba nhưng không có cảm giác phê pha. Đưa tay áo lên mũi người cảm thấy như bị ám mùi phân lợn. Trần Phiên mặc cho hai người xã viên dội nước tắm cho lợn, gã xách điếu cày ra bên ngoài cho thoáng. Tiếng là đội trưởng chăn nuôi cho oai, nhưng gom góp mãi có được 5 người hồi đầu mới thành lập. Sau thấy công việc chả hay hớm gì nên rơi rụng chỉ còn có 3 người, cả quân lẫn tướng. Nghe tiếng lợn kêu trong chuồng, nhiều lúc gã liên tưởng đến đám đông cuồng nộ trong dịp đấu tố. Ngày đó được ngồi bàn xét xử cùng đội trưởng cải cách, gã cảm thấy quyền lực của mình chả kém gì mấy vị cán bộ. Hồi đó được hạch tội đám địa chủ cường hào, được quần chúng hoan hô mỗi lần phát biểu, gã như sống lại trên 9 tầng mây, 10 tầng gió vậy. Chẳng có gì là vĩnh cửu, đến vua ngựa trên ngai vàng rồi có ngày phải đọc chiếu thoái vị. Từ thân phận dân đen nghèo hèn được lên làm lãnh đạo, gã thấy mình trải qua đủ thăng trầm nào kém ai. Thậm chí nhiều lúc gã tự phụ khi ngầm so sánh, thấy mình hơn hẳn bọn lý trưởng, phó lý ở làng xù, có chăng chỉ phân bì cao thấp với lão Chánh Tổng Đặng Thiên Sâm. Khi màn đêm buông xuống, mọi người chìm sâu vào giấc ngủ sau một ngày đồng áng vất vả. Bất ngờ, mái của ngôi điện thờ Cô Tám bốc cháy dữ dội. Người phát hiện đầu tiên là ông Bử do đang đi soi ếch gần đó. Thời tiết hanh khô nên ngọn lửa bốc cao. Dân làng chạy đến chỉ biết đứng từ xa bởi ngọn lửa táp mạnh khiến ai cũng cảm thấy rát mặt. Trời hanh khô cộng thêm gió thổi, chẳng mấy chốc cả trại lợn phía sau cũng chìm trong biển lửa. Gần chục năm trước, khi ông Chánh Sâm cùng vợ bị nhốt trong chuồng trâu, ngôi nhà ngói 5 gian đồng thời là từ đường của dòng họ Đặng Thiên đã bị phóng hỏa. Đêm hôm đó, nhìn ngọn lửa bốc cao, ông còn không nghĩ đó là đám cháy ở nhà mình. Thậm chí đám du kích chẳng hé răng nửa lời vì coi đó là tài sản vô chủ. Đêm nay, vợ chồng ông tận mắt chứng kiến mái điện thờ Cô Tám bốc cháy dữ dội. Nhưng có điều ông không thể ngờ được, thủ phạm của hai vụ phóng hỏa chỉ là một kẻ. Như có phép màu khó lý giải, khi toàn bộ mái lá gồi đang bốc cháy đùng đùng, một cơn gió thổi mạnh khiến lửa táp sang trại nuôi lợn. Trong khi đó, toàn bộ các cột trống và vì kèo gỗ của ngôi điện thờ chỉ ám khói, không cháy tiếp nữa. Nhìn trại lợn chìm trong biển lửa, đàn lợn chuẩn bị xuất chuồng bị thiêu sống, cùng mấy con lợn nái và chục con lợn bột, khiến ông chủ tịch xã đứng ngồi không yên. Giá kể có khẩu súng trong tay, ông sẽ găm cả băng đạn vào ngực kẻ phản động, dám phá hoại tài sản xã hội chủ nghĩa. Vốn không ưa gì trò phóng hỏa trả thù một cách hèn hạ, ông chủ tịch xã quay về trụ sở ra lệnh cho Nguyễn Thanh Minh là trưởng công an xã. Cậu gọi thêm cả bên du kích chia làm mấy mũi để truy bắt tay phiên. Nếu sộc vào nhà không thấy, nhớ chốt chặn cổng làng và triền đê, nhằm không cho tay đó trốn thoát. Việc này cần làm gấp. Đã lâu rồi, làng xù lại được phen náo loạn cả đêm. Tiếng trống hũ liên vốn thường dùng mỗi khi đê sắp vỡ được thúc liên hồi kỳ trận. Thậm chí những chiến sĩ của trận địa pháo phòng không bảo vệ cầu Long Biên cùng khu công nghiệp Đức Giang gần đó cũng được thông báo về nghi phạm để cảnh giác. Sở dĩ đám cháy chưa dập tắt, kẻ phóng hỏa là Trần Phiên bị lộ bởi nguyên nhân ít ai ngờ tới. Chính ông Bổ đang đi soi ếch phát hiện ra việc làm xấu xa của y. Vốn ác cảm với đám công an xã từ thời lão Sinh phụ trách, ông chạy đi báo cho cậu Tấn bí thư đoàn thanh niên. Do vậy lúc trại lợn chìm trong biển lửa, hầu hết các vị lãnh đạo xã đều có mặt để chứng kiến việc làm phạm pháp của kẻ bất mãn. Có lẽ ông Bử không ngờ lời tố cáo của mình giúp cho chính quyền xã bớt đi loại sâu mọt. Đúng là rời bất dung gian với kẻ bất tài nhưng ôm mộng làm quan. Có nhiều năm làm du kích thời Pháp tạm chiếm, do vậy Trần Phiên là kẻ không dễ bị sa lưới pháp luật. Do bên công an xã ập vào nhà, ông bà Nhì chỉ biết khóc than và kêu trời. Họ không thể ngờ con mình lại to gan lớn mật đến vậy. Đang từ một cán bộ đầy triển vọng, ngờ đâu thành một kẻ tội phạm bị tróc nã. Điều khiến dân làng đầy bất ngờ, thủ phạm không phải là một kẻ vô lại. Thành phần con cháu đám địa chủ cường hà bất mãn chế độ hay là quân phản động. Kẻ đó là một vị cán bộ trưởng thành và kinh qua nhiều vị trí của làng của xã. Các cụ cao niên trong làng chỉ biết nhắc lại câu nói của bậc tiền nhân. Tri nhân, tri diện, bất tri tâm. Biết người, biết mặt, nhưng không biết lòng. Buổi sáng, ông Tránh Sâm cùng vợ dọn dẹp lại đống tro tàn. Lần này hai vợ chồng không còn đơn độc bởi cậu Tấn cùng đoàn thanh niên xuống vào làm giúp, nên chỉ một ngày mọi thứ đều phong quang sạch sẽ. Điều kỳ lạ ở chỗ đêm qua nhìn ngọn lửa tưởng như nhấn chìm ngôi điện thờ, ai dè chỉ có mái lá gồi bị cháy, còn mọi thứ đều nguyên vẹn. Không quá bất ngờ khi biết thủ phạm đang bị truy lùng là Trần Phiên. Vợ chồng ông Tránh Sâm chỉ mong kẻ đó sớm bị sa lưới pháp luật vì những gì đã gây ra. Với đàn lợn bị thiêu sống, thiệt hại cho hợp tác xã không thể đong đếm nổi, làm cho ông Hòa, chủ nhiệm hợp tác xã, phải buột miệng chửi kẻ trời tru đất diệt, đi đò, đắm đò, đi tàu, bị tàu cán, còn đi bộ sẽ bị cây đè vào người. Bưng rổ khoai luộc ra bồi dưỡng cho mấy cậu ở đoàn thanh niên, bà Tránh Đào thoáng buồn vì nhớ đến Thiên Ân cũng trạc tuổi. Buồn là vậy, nhưng bà hiểu rõ, Thiên Ân còn ở làng, chẳng thể tham gia sinh hoạt công tác đoàn bởi dính lý lịch con nhà địa chủ. Sau lần lũ phá hoại, bị sập bẫy, có tận hai kẻ là công an xã. Lần này phóng hỏa từng làm đến chủ tịch xã. Ông Tránh Sâm nhận thấy chính quyền có phần e ngại và xấu hổ bởi con sâu làm giàu nồi canh. Vẫn biết đây là tư thù cá nhân, chẳng liên quan gì đến đường lối chính sách. Tuy nhiên, việc gia đình một địa chủ kháng chiến liên tiếp gặp nạn vẫn khiến dân làng có cái nhìn khác trước. Khi việc dọn dẹp xong xuôi, vừa lúc hoàng hôn buông xuống, trong dáng chiều sẫm đỏ cuối ngày, nhìn bức tượng thờ toát lên vẻ trầm mặc, như phận người khổ tận cam lai. Không muốn bức tượng thờ Đức Hiền Phi chịu cảnh mưa nắng, bà Tránh Đào quay về cắt luôn chiếc áo gấm màu huyết dụ của mình, rồi khấn xin bà cô tổ mẫu lượng thứ khi dùng mảnh gấm để phủ lên tượng thờ, chờ ngày lợp lại mái đền. Người ta nói, trong họa có phúc, không sai. Nhờ việc trại lợn bị thiêu rụi, nên mùi xú ế không còn. Đám ruồi nhặng vo ve đều bị thiêu rụi, nên ngôi điện thờ trở lại sự thanh tịnh vốn có. Buổi tối ngồi thường trà cùng vợ tại nhà Thủy Tạ, ông Tránh Sâm nhận xét. Lấy đức khiêm nhường, có thể cảm động lòng trời. Cho dù xa cách mấy, cũng có thể với tới. Người tự mãn sẽ rước về tổn hại. Người biết khiêm nhường sẽ nhận được lợi ích. Bà Tránh Đào nhẹ nhàng nói. Với những kẻ chẳng bao giờ đọc sách thánh hiền, việc phóng hỏa đốt nhà hay bày mưu hèn kế bẩn là những gì chúng cảm thấy say sưa nhất. Sau 3 ngày truy tìm những kẻ phóng hỏa vẫn như bóng chim tăm cá, chính quyền xã Bình Minh đành cử người lên huyện báo cáo sự việc. Như vậy cái tên Trần Phiên sẽ được bên công an huyện lưu tâm. Dù kẻ tiểu nhân tạm thời chưa bị sa lưới pháp luật, nhưng ông Tránh Sâm biết hắn đã chết về mặt chính trị. Dẫu sao, so với tay Lý Hinh ngày trước, cựu chủ tịch xã Trần Phiên chẳng kém phần lưu manh. Có chăng chỉ khác nhau về thời điểm và cách thức hoạt động. Không rõ nghe ai mách bảo, lúc ông Tránh Sâm đang làm lại hàng rào ngăn cách với mấy rào vườn đã hiến cho xã, bất ngờ ông bà Nhì xuất hiện. Nhìn cảnh hai người đầu bạc phơ còn đôi mắt trũng sâu do mất ngủ, ông Tránh Sâm hiểu nỗi khổ của bậc làm cha làm mẹ. Sau khi xin vào thắp hương tạ lỗi trước ban thờ cô Tám, bà Nhì đau khổ nói ngay. Từ lúc thằng rời đánh thánh vật tự ý dỡ mái ngói ngôi điện thờ về lợp nhà, vợ chồng tôi đã biết gia đạo không thể bình yên. Nay xin được hoàn trả số ngói để ông bà lợp lại điện thờ coi như trâu về hợp phố. Dù ông Chánh Sâm có ý chối từ, nhưng ông bà Nhì vẫn tự mình kéo xe chở ngói vào tận trong sân. Việc trèo lên dỡ ngói do mấy đứa cháu trong họ làm giúp. Biết trời sắp có mưa bão, cậu Tấn bí thư đoàn thanh niên đã cùng mấy người nhận lợp giúp lại mái của ngôi điện thờ. Như vậy, sau nhiều thăng trầm, ngôi điện thờ Cô Tám đã được lợp lại bằng ngói mũi hài nguyên bản như hơn 20 năm trước. Thiếu đôi Lưỡng Long Chầu Nhật Nguyệt đã bị phá cũng là điều đáng tiếc. Có điều khá trùng hợp, ngôi điện thờ Cô Tám được khánh thành năm Tân Tỵ 1941, bây giờ sắp bước sang năm Ất Tỵ 1965 lại được bồi hoàn long mạch. Có lẽ không muốn trò tiểu nhân ảnh hưởng đến người khác, ông chủ tịch xã yêu cầu trại ươm giống nay mai sẽ lùi xa mép tường của ngôi điện thờ đúng 1 mét. Ở khoảng đất trống đó, nhà ông Chánh Sâm có thể trồng chuối theo đúng cách của các cụ, trước cau, sau chuối. Đợi cho cháy hết tuần hương thứ hai, bà Chánh Đào khấn xin rồi bưng mâm cỗ xuống để hai vợ chồng thụ lộc. Sau nhiều biến cố, điện thờ Cô Tám không còn sập sệ với mái lá gồi bắt đầu dột nữa. Hình như mọi việc đều có căn nguyên và sự sắp đặt mang tính tâm linh vậy. Rót cho chồng chén rượu và gấp miếng lườn gà vào bát, tự dưng bà Chánh Đào nghĩ đến những kẻ mạo phạm thần thánh nào có được yên thân. Bà biết kẻ 9 phần ma 1 phần người như gã Trần Phiên không còn lộng hành như trước. Ngồi dùng bữa tối cùng vợ ở ngôi điện thờ, hiện nay cả làng đã biết đến sự linh thiêng bởi cháy mái lá gồi nhưng xà ngang cột dọc còn nguyên. Thậm chí nhiều người còn thêu dệt. Sở dĩ lũ lợn bị thiêu sống bởi dám ị đái lung tung mạo phạm cửa thánh. Riêng với kẻ chủ mưu, cả làng hồi hộp chờ xem gã đó dính quả báo gì. Mặc dù mọi liên hệ so sánh đều bị quy là mê tín, dị đoan. Lúc hai vợ chồng ngồi ăn hoa quả tráng miệng, ông Chánh Sâm nhắc vợ. Như vậy thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều hội tụ đủ. Việc đảo kho báu sẽ tiến hành sớm, coi như lễ vật dâng lên tổ tiên. Bởi lục thập nhi nhĩ thuận, nghĩa là 60 tuổi thì thuận theo mệnh trời. Khi sự lùng sục của bên công an xã bớt gắt gao, Trần Phiên bắt đầu tính kế chuồn khỏi làng Xù càng sớm càng tốt. Gã không ngờ có ngày mình trở thành kẻ vong gia thất thổ, có nhà không thể về. Ngày trước tay Lý Hinh rời làng một cách đường hoàng theo hiệp định đã được ký kết. Riêng gã sống chui lủi như loài chuột bọ, chờ đêm xuống để ra đi. Đêm hôm đó, sau khi phóng hỏa, đáng lẽ chẳng ai biết. Ngờ đâu lão bử là thành phần chậm tiến không chịu vào hợp tác xã, chỉ lo đi soi ếch lại chứng kiến toàn bộ tội lỗi của gã. Bước vào thế cùng đường khi cổng làng, triền đê dẫn sang làng dâu đều bị đám du kích chốt chặn. Mọi đường làng ngõ xóm có đám công an truy tìm. Trong giây phút cùng cực, gã đành muối mặt lại van Em Lẫm ra tay cứu mạng. Quả thực trong lúc bấn loạn, giá như Em Lẫm bắt gã sủa như chó hoặc gáy như gà thì gã cũng phải làm theo. Nếu hèn một chút mà thoát khỏi bị trói gô cổ vẫn hơn. Không chỉ quỳ lại người tình cũ, gã còn khóc giống lên như cha mẹ vừa chết bệnh. Chỉ có dùng khổ nhục kế may ra được chỗ trú chân. Dù căm ghét loại đàn ông sở khanh khi đã no sôi chán chè đà quất ngựa truy phong, nhưng ngẫm lại thấy người tình đã cùng đường mạt vận nên phải quỳ lóp ngóp rồi ôm chân xin mình cứu mạng. Phụ nữ vốn hay mềm lòng, do nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ nên Thị Lẫm đành tặc lưỡi, một liều 37 cũng liều. Nhưng để người tình trốn trong nhà không ổn, bởi cậu em trai Thị là Bình Lác vẫn cay cú vụ gã Trần Phiên sai đi phá mấy rào vườn, khiến hắn vừa mất chức công an xã, vừa nằm viện điều trị tốn kém. Trong phút nguy ngập, Thị Lẫm đã dắt người tình cũ ra chuồng trâu ẩn náu. Ngày trước nhà nghèo đến chuồng lợn chẳng có nói gì đến trâu, nhưng hồi sau cải cách nhà Thị được giao chăm sóc trâu của hợp tác xã. Nếu sau này trâu đẻ lứa đầu, con nghé vẫn thuộc về xã, đến con thứ hai người nuôi coi như được trả công. Khi trại chăn nuôi được thành lập, mấy con trâu bò được đưa về các hộ sẽ phải nuôi tập trung. Tiếc là dự định chưa hoàn thành, ông đội trưởng chăn nuôi đã biến thành tội phạm. Cuộc đời vốn nhiều khúc quanh, ngày xưa chuồng trâu nhà phó Lý Thuần biến thành nơi nhốt đám địa chủ cường hào chờ ngày xét xử. Ai ngờ gã từng ngồi bàn xử án, bây giờ lại trốn chui lủi trong chuồng trâu vẫn còn nuôi một con nghé với đủ mùi hôi hám. Ban ngày dù nóng, nhưng sợ có người phát hiện, dù bị nhiều muỗi và những con bọ đốt, nhưng Trần Phiên phải nghiến răng chui vào trong đám rơm và cỏ khô ẩn nấp. Tình đã cạn, nên không có chuyện thì lẫm nai lưng cung phụng cơn bưng nước rót ngày đôi bận. Buổi sáng, lúc tiếng kèn hợp tác vang lên, Thị đến tổ ươm giống làm việc lấy công điểm. Hôm nào tót về sớm, Thị chăm sóc đám ruộng phần trăm. Chiều tối, sau khi cả nhà ăn xong, Thị tranh phần em dâu bưng mâm ra giếng rửa bát. Lúc đó còn chút cơm thừa canh cặn, sẽ chút vào chiếc tô sứ sứt miệng đem ra chuồng trâu cho kẻ bạc tình ăn tạp. Với kẻ mặt rơi tai chuột này, hễ nghĩ đến một năm hầu hạ chuyện rừng chiếu chẳng khiến gã động lòng để làm đám cưới, nên Thị bầm gan tím ruột. Không muốn phí công đun nước lã đun sôi để nguội, Thị múc gầu nước giếng rót vào đoạn ống tre cho gã uống cả ngày. Riêng việc vệ sinh cá nhân, con nghé ị đái trong chuồng thì gã cũng vậy. Rất may trời đang lạnh nên việc tắm giặt có thể bỏ qua dù người luôn ngứa ngáy. Sống bệ rạc bất vưởng như cô hồn trong chuồng trâu gần một tháng. Đã vậy chỉ có bữa lưng bữa vực nên Trần Phiên biết không thể ở lại đây lâu được. Gã quyết định rời làng trong đêm khi việc canh phòng có phần bê trễ. Có lẽ mọi người đều tin chắc gã cao chạy xa bay. Do vậy giờ là lúc thích hợp để đi tìm vùng đất mới dù cực khó. Nghe gã bạc tình nói như vậy thì lẫm như chút được gánh nặng trong lòng. Bởi với Thị, gã như là cái áo rách để làm rẻ lau nhà còn không đáng. Chẳng muốn so bì hơn thiệt, Thị vo gạo thổi cơm nhiều hơn một chút rồi làm cơm nắm, có thêm chút muối vừng. Lúc đưa cho gã tình cũ tay nải có cơm nắm cùng một bộ quần áo sạch, Thị lẫm ngậm ngùi nói: Anh là kẻ sống vô hậu, nên tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Hy vọng đến nơi nào đó, anh sẽ sống tử tế hơn. Không muốn mang tiếng bạc tình giống kẻ mình khinh thường, đợi khi nửa đêm về sáng, Thị đưa Trần Phiên men lối triển đê để qua làng dâu, rồi từ đó sang địa phận vùng khác. Chỉ cần ra tới đường quốc lộ, phía trước là hướng đi các tỉnh Cao, Bắc, Lạng, Hà, Tuyên, Thái. Chẳng nhẽ gã không tìm được trốn dung thân. Dù đêm tối giá buốt, nhưng hai người vẫn lầm lỗi bước đi. Liếc nhìn người tình cũ, tự dưng Trần Phiên mong có đống rơm để gã cùng Thị lẫm chui vào. Ước là vậy, nhưng gã chẳng còn tâm trạng hú hí, chỉ là bản năng trỗi dậy trong giây lát. Hai người đi lúc cả làng đương ngon giấc nên không gặp ai. Chẳng mấy chốc đã thấy ngay trước mặt là cây gạo cổ thụ. Nó như địa giới tự nhiên giữa hai làng. Trách đó không xa có cây bàng lá đỏ thuộc bên đất làng dâu. Nghĩ mình như vậy là chọn nghĩa vẹn tình. Lúc đi tới gốc cây gạo thì lẫm dừng lại khi ngước mắt ngắm nhìn những cành cây khẳng khiu vươn mình lên trời cao. Chỉ tầm tháng 3, hoa gạo sẽ nở đỏ rực cả vùng, kịp lúc làng vào hội. Chẳng muốn rông dài thêm nữa, thì lẫm nói nhỏ: Thôi, từ bây giờ anh hãy tự lo liệu cho bản thân, tôi về. Vừa quay lưng bước đi, Trần Phiên thoáng rùng mình, do bất chợt có giọng nói văng vẳng bên tai, nhắc gã phải giết người diệt khẩu, nếu không có thể mang họa bởi miệng lưỡi của người tình xưa. Không rõ tiếng nói từ đâu chui vào đầu. Gã như bị ma nhập khi quay phát lại, rồi lao thẳng tới, bóp cổ người đã kêu mang mình cả tháng trời. Bình thường thì lẫm sao khỏe bằng gã bạc tình. Tuy nhiên giữa ranh giới sống chết, nên Thị phản kháng bằng tất cả sức lực của mình, khiến hai người lăn từ trên triền đê xuống. Không cam tâm phải chết dưới tay kẻ này, thì lẫm dùng tay đẩy hắn ra xa không được, bởi hai bàn tay đang siết chặt vào cổ họng. Trong giây phút hiểm nghèo, Thị dùng tay móc mắt đối thủ, khiến cho gã phải lòng tay và kêu lên đau đớn. Tranh thủ vài giây hiếm hoi đó, Thị co chân đạp mạnh cho kẻ bất nhân khốn nạn rơi xuống luôn hố phân gần đó. Nếu như trồng lúa chủ yếu dùng phân xanh, riêng việc trồng màu, bà con lại dùng phân bắc, nên có những hố phân được bố trí tận cuối ruộng để đảm bảo vệ sinh như cán bộ hướng dẫn tuyên truyền. Quyết không cho kẻ ăn cháo đá bát thoát khỏi hố phân nhung nhúc dòi bọ, thì lẫm nhặt ngay đoạn tre già đứng canh gần miệng hố. Mặc cho gió rét căm căm, cộng thêm mùi hôi thối sộc vào mũi, hễ kẻ bạc tình định trèo lên khỏi hố, ngay lập tức thì dùng đoạn tre phang thật lực, khiến gã Trần Phiên phải chu lên như chó. Gần sáng, khi thấy người bảo nông đi tới, thì lẫm nhờ anh ta chạy về báo công an xã việc bắt được tên tội phạm phóng hỏa, đốt ngôi điện thờ, khiến cả trại lợn bị vạ lây. Trời sáng tỏ mặt người, mấy cậu công an xã bịt mũi kinh tởm khi thấy một kẻ không rõ người hay ngợm, bởi toàn thân bê bết phân vẫn lóp ngóp dưới hố. Sau một hồi thảo luận, hai cậu công an xã đưa đoạn thân tre cho kẻ đó trèo lên khỏi miệng hố. Có lẽ ngập ngụa trong phân, nên gã không còn cảm thấy mùi hôi thối nữa. Thay vào đó toàn thân run bần bật, còn hai hàm răng va vào nhau lập cập bởi rét run. Để giải quyết chỗ chất thải, mấy cậu công an xã hét cho gã Trần Phiên nhảy xuống con kênh tưới tiêu nội đồng tắm gội, dù trời rét căm căm. Tiếng lành hay tiếng dữ đều đồn xa. Không biết nghe ai mách, vì thế bà Nhì vừa khóc vừa ôm một bộ quần áo khô cùng chiếc áo bông đến cho con trai thay đồ. Do ngại kẻ tội phạm lăn ra chết vì cảm lạnh, một người công an xã nhanh tay thu gom rơm châm lửa đốt rồi đẩy Trần Phiên lại gần ngồi cho ấm trước khi giải về trụ sở công an xã. Mặc dù đã bị bõm dưới mương, tuy nhiên người gã vẫn bốc mùi hôi thối. Dân làng vừa bịt mũi vừa mách nhau, việc đào hố chứa phân sát ngôi điện thờ khiến gã phải trả giá. Lúc tiếng kèn hợp tác vang lên, cả làng xù được chứng kiến cảnh tên tội phạm Trần Phiên bị trói gô cổ giải về trụ sở. Mỗi khi gã đi tới đâu, mọi người đều phải bịt mũi bởi vẫn chưa hết mùi xú ấy. Dẫu căm ghét kẻ ném đá giấu tay khiến mình mất chức công an xã, nhưng Bình Lác không vì thế mà vui mừng. Gã kéo chị gái cách xa đám đông rồi rít lên: "Sao bà không phang cho nó vỡ đầu? Như vậy dù không chết ngay, nhưng ở trong hố phân sẽ bị nhiễm trùng rồi chết dần. Bây giờ được giải lên huyện, người ta sẽ truy hỏi nó ở đâu cả tháng qua. Như vậy bà sẽ bị bắt do tiếp tay kẻ phá hoại." Chị càng nghĩ nên không tính đến việc đó. Giờ cậu nói, đâm thấy hối hận. Làng xù dưới sự lãnh đạo của ông chủ tịch xã Đinh Sắc đã thay ra đổi thịt từng ngày. Đời sống của bà con dù chưa giàu nhưng không bị cái đói, cái nghèo đeo bám. Chưa kể trẻ con đều được cấp sách đến trường. Nếu không có gì thay đổi, ông Bắc sẽ chuyển lên huyện công tác sau 2 nhiệm kỳ trèo lái thành công xã Bình Minh như tên gọi hành chính. Dấu ấn của vị lãnh đạo nói được, làm được, rõ nét nhất ở những công trình phục vụ công cộng. Không ai khác, chính ông đã ngăn chặn tình trạng xâm hại đình chùa, hòa giải mâu thuẫn giữa gia đình, dòng họ. Tuy nhiên, để Trần Phiên gây hậu quả khi còn làm chủ nhiệm hợp tác xã, cũng như chậm trễ bồi hoàn cho những gia đình oan sai về thành phần, khiến nhiều người có vẻ không phục. Trong đó có vợ chồng ông Tránh Sâm. Theo dự kiến, sang năm sẽ có kỳ đại hội bầu ra dàn lãnh đạo trẻ và năng động hơn để tiếp tục đưa xã Bình Minh bước lên tầm cao mới. Quá khứ đau thương dần lùi xa. Những đứa trẻ sinh sau nạn đói năm Ất Dậu 1945 giờ đã thành những chàng thanh niên. Giống như thế hệ cha anh, họ nô nức tòng quân theo tiếng gọi xè dọc Trường Sơn đi cứu nước. Không được hòa chung sự nhiệt huyết đó, đám con cháu của những người địa chủ xưa sống khép mình hơn vì mặc cảm lý lịch. Giả sử họ muốn tòng quân cũng khó. Dù sao, chính quyền xã vẫn chưa thay đổi cách nhìn. Giống như mấy gia đình địa chủ, bản thân ông Tránh Sâm dù không bị o ép như trước, tuy vậy sự nghi kỵ và dè chừng của lãnh đạo xã không thay đổi. Bỏ qua những định kiến thâm can cố đế, ông đã không ngừng học hỏi và thường xuyên tham gia bắt mạch, bốc thuốc, trị bệnh cho những người có nhu cầu. Không dám mơ ước được như cụ tổ là thần y Đặng Thiên An đời nhà Trần, hay tài năng đức độ như một cụ tổ khác từng làm lang y trong Thái Y Viện. Dẫu biết nếu giặc Mỹ ném bom phá hoại miền Bắc chỉ là vấn đề thời gian sau sự kiện Vịnh Bắc Bộ, nhưng ông Tránh Sâm hy vọng việc bốc thuốc của mình được chính quyền ghi nhận, bởi nhà có người di cư vào Nam luôn khiến người ta dị nghị. Hôm trước ra huyện mua báo, ông Tránh Sâm có đọc bài Hồ Chủ tịch kêu gọi quân dân miền Bắc làm việc bằng hai để đền đáp lại đồng bào miền Nam ruột thịt. Khi cuộc chiến tranh chống Mỹ bước sang giai đoạn mới, do vậy từ trên huyện về làng, ông thấy xuất hiện nhiều khẩu hiệu được kẻ vẽ khắp nơi, như nông dân tay cày tay súng, thậm chí một mảng tường của nhà máy hóa chất được kẻ dòng chữ người sẵn sàng, súng sẵn sàng, địch vào là biết, địch đến là diệt. Sau nhiều lần cân nhắc, ông Tránh Sâm quyết định chọn ngày 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn 1964 để đưa kho báu của tổ tiên lên mặt đất. Bởi chỉ còn vài ngày nữa sẽ bước sang năm Ất Tỵ 1965. Sở dĩ ông chọn năm cùng tháng Tận là có nguyên do. Ông sinh năm Giáp Thìn 1904, nên sau một vòng lục thập hoa giáp, khi hàng can chi quay về đúng vạch thì việc đào kho báu thêm ý nghĩa. Có lẽ ông chẳng thể quên gần chục năm trước, khi đó ông dính hạn tuổi 53 nên hết sức kiêng cữ. Nào ngờ vợ ông bị gãy chân nằm một chỗ. những tưởng vợ gánh hạn cho mình, nhưng khi sắp bước sang năm mới Đinh Dậu 1957, chính ông bị gục ngã tưởng nhắm mắt xuôi tay. Ai ngờ hạn của hai vợ chồng mở ra việc tìm thấy kho báu, bởi nó ứng nghiệm vào câu khi gặp chó gãy chân, rồng khát nước sẽ tìm được kho báu. Chính vào ngày 26 tháng Chạp năm Bính Thân 1956, ông đã lấy được một thoi vàng có khắc chữ Túc Vương Phủ, nên năm nay ông chọn ngày 26 tháng Chạp là ý đó. Cuối năm nhiều nhà chọn ngày 26 tháng Chạp để đụng lợn và nấu bánh chưng. Dù ông có đào bới ở điện thờ Cô Tám, cũng chẳng ai bận tâm. Đã ở bên kia con dốc cuộc đời, ông Chánh Sâm không còn sự hào hứng mỗi độ Tết đến xuân về. Bởi chừng nào đất nước còn Bắc Nam chia cắt, chừng đó ngày cha con đoàn tụ còn mịt mù như sương khói. Để chuẩn bị cho mọi việc chu toàn, ngay ở cạnh dãy nhà ngang, ông đã làm một hầm chữ A để trú ẩn. So với những hầm tăng C chỉ vừa một người trên vỉa hè của Hà Nội, hầm chữ A rộng rãi có thể chứa được một gia đình cùng lương thực. Đây là nhờ ở quê đất đai rộng rãi, vì thế nhà nào cũng làm hầm chữ A phòng khi máy bay ném bom. Bỏ có ý định đào giếng lấy kho báu từ hồi trước. Ngay cạnh cây khế tứ thì, ông dựng một hầm chữ A vừa tầm. Kể từ ngày có hầm trú ẩm, ông yên tâm, nếu có làm gì chẳng ai hay biết, bởi mái hầm đã được kết bằng những thanh tre rồi trộn bùn và rơm chát lại. Tuy nhiên đó là phần nhìn thấy, còn bên trong hầm, ông dùng cuốc hì hục đào bới trước đó cả tháng, được xuống sâu hơn 1 mét. Chỗ đất đào hầm được mang đổ sau ngôi điện thờ bên những gốc chuối. Việc còn lại tuy không đơn giản nhưng là phần quan trọng nhất, là ông phải dùng thuồng để đào hàm ếch sang phần gốc cây khế tứ thì, bởi 10 hòm châu báu hiện đang ở đó. Chẳng cần đêm hôm đào lén lút, ban ngày ông khoét hàm ếch chẳng ai để ý. Chính hàng rào găng xanh tốt cùng dàn cây leo đã khiến mọi ánh mắt tò mò không thể phát hiện điều gì. Buổi sáng ngày 25 tháng Chạp, sau khi dọn dẹp và dâng lễ trong ngôi tử đường, ông Chánh Sâm mong tổ tiên phù hộ để mọi việc được thông đồng bén giọt. Cùng thời gian trên, vợ ông dâng lễ tại điện thờ Cô Tám để mong cô hiển linh về chứng giám và chờ che giúp hai vợ chồng hoàn thành tâm nguyện. Có lẽ đây chính là thời điểm thích hợp, bởi kẻ tiểu nhân 5 lần 7 lượt bày trò hãm hại giờ đang ở trong tù. Gần chục năm đã qua nên công an huyện đã không còn bận tâm đến vụ kho báu năm xưa. Chưa đến ngày đào kho báu, ông Chánh Sâm trồng thêm hoa tóc tiên ở quanh bờ ao. Từ ngày không còn trẻ nhỏ, những hàng rào tre ngăn trẻ sẩy chân được dỡ đi. Tuy nhiên mấy ông bà nông dân đã làm hỏng toàn bộ cảnh quan nên ông bắt tay vào phục dựng lại. Ở nơi khác không biết, nhưng tại làng Sủ, những gia đình địa chủ thường trồng hoa tóc tiên quanh bờ rào, dọc lối đi như điểm xuyết cho phong cảnh hữu tình vậy. Đến giờ khi nhận lại được toàn bộ cơ ngơi, ông Chánh Sâm vẫn tiếc bởi hòn non bộ cùng bức bình phong đã bị người ta phá tan. Còn chó đá bị ném xuống ao vẫn chưa nhờ người mò lên được. Đầu giờ chiều khi nghe tiếng trống, tiếng kèn của nhà đám vang lên, ông Chánh Sâm tạm gác mọi việc để sang tiễn cụ Hinh ra cánh đồng làng. Như vậy, cụ về với tổ tiên khi bước sang tuổi 90. Xét về mối quan hệ từ thời xưa, cụ là nhạc mẫu của ông bởi con gái út của cụ là bà Ba Hường. Do vậy hôm qua lúc phát tang, ông vẫn mặc áo xô, đứng vái tạ những người đến viếng. Người ta nói sống dầu đèn, chết kèn trống, nhưng ngặt nỗi, làng Sủ đã không còn ai thổi kèn đám hiếu. Sau bà Chánh Đào phải quay về làng dâu tìm người. Cụ Hinh mất đi, trong lúc Lý Hinh còn phiêu bạt mãi trong Nam. Người vợ đầu của gã tức Thị Hòe đã ốm và mất trước đó vài năm. Dù sao, cụ có được sự an ủi bởi đứa cháu đích tôn là Cu Tèo ngày trước, tức chàng trai Nguyễn Văn Đình, đưa vợ con về chịu tang. Kể từ lúc sống cùng Ngọc Lan là con gái ông Phó Lý Thuần, đôi vợ chồng trẻ có với nhau 2 mặt con, nên đám tang cụ Hinh có 2 chiếc khăn vàng. Ngắm ngôi nhà ngang bị xuống cấp theo thời gian, trong khi ngôi nhà ngói 3 gian 2 trái bị những người bần cố nông chiếm mất, nhưng đã bị mình phóng hỏa. Nguyễn Văn Đình nói với ông Chánh Sâm: "Sống và bật làm thuê trên Hà Nội cũng chẳng sung sướng gì. Cháu sẽ đưa vợ con về làng ở hẳn, nhưng cậu sẽ vất vả đó. Cháu biết. Dù sao con hay cháu của địa chủ vốn chẳng khiến ai ưa. Chưa kể ở xã dù chưa cắt khẩu, nhưng chả chắc họ phân ruộng. Vợ cháu chăm sóc ruộng phần trăm của U để lại, chờ xã giải quyết." Ông Chánh Sâm biết thế khó của người con trai Lý Hinh, chưa kể vợ cậu này là con gái của Phó Lý Thuần nên vướng nhiều thứ. Tranh thủ trước lúc truyền cữu, ông nhắc nhẹ: "Cậu phải tính cả phương án hợp tác xã từ chối nhận 2 vợ chồng." Nguyễn Văn Đình trả lời giọng tỉnh bơ: cháu sẽ phóng hỏa tiêu dụi luôn cái trụ sở, rồi đưa vợ con lên mạn ngược, sợ đếch gì lũ cán bộ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 22 của Điện Cô Tám. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 23. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.